Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xuân bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ Xuân bóng đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân bóng đá update video, các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Phân tích dự đoán tỷ số trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Singapore trong khuôn khổ SEA Games 30, 19 giờ ngày mùng tháng 12. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 3 lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam chúng ta đã toàn thắng và giành trọn vẹn 9 điểm và đang dẫn đầu bảng B, một bảng đấu được xem là tử thần Chiến thắng trước U22 Brunei và U22 Lào là một điều tất yếu, tuy nhiên vào tối ngày 1 tháng 12 trên sân vận động Rizal Memorial lại là một điều hoàn toàn khác. Phải đối mặt với một đối thủ giàu sức mạnh lại chơi co cùng phòng ngự, cùng những pha phản công tốc độ đó chính là u Indonesia, đội bóng đã khiến đương kim vô địch SEA Games là Thái Lan phải ôm hận ngày ra quân. Trước khi bước vào trận đấu, mặc dù đội tuyển u 2 Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng rất nhiều nhà chuyên môn vẫn hoài nghi về chiến thắng của chúng ta khi buộc phải thắng. Họ đã liên tưởng đến bóng ma SEA Games năm 2017 diễn ra cách đây 2 năm. Giải đấu mà Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã phải dừng bước tại vòng bảng, cũng chính từ trận đối đầu mà không thể vượt qua Indonesia, sau đó là thua Thái Lan. Bước vào trận đấu với đội tuyển U2 Indonesia vừa qua, chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn khi hiệp 1, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc một sai lầm dẫn đến bàn thua không đáng có. Nhưng bàn thua đó chỉ góp phần tăng thêm sự hấp dẫn và kịch tính cho trận đấu mà thôi. U2 Việt Nam đã thi đấu quật cường và đã giành chiến thắng Trung Quốc với tỷ số 2-1. Lượt trận thứ tư tại bảng B SEA Games 30, U2 Việt Nam sẽ có trận đối đầu với U2 Singapore, một đối thủ mà rõ ràng nhìn qua 3 trận đấu đã qua của họ, chúng ta thấy rằng những chú sư từ biển vẫn còn xanh và non lắm. Mặc dù có thể hình lý tưởng, tuy nhiên ở Singapore bóng đá trẻ có vẻ như không được quan tâm quá nhiều. Đội hình của họ, các cầu thủ chủ yếu đang là sinh viên như lời của chính huấn luyện viên Phan của họ từng phát biểu. Ngoài kinh nghiệm thi đấu yếu kém thì chính sự yếu kém trên băng ghế chỉ đạo cũng là một phần nguyên nhân khiến U22 Singapore không có một kết quả tốt ở giải đấu năm nay. Cùng với đó là việc phải căng sức ra để thi đấu ở 3 trận đấu đã qua. Trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U22 Lào, một đối thủ quá yếu nhưng họ cũng phải thi đấu rất vất vả mới có được một điểm. Tiếp đó là những cuộc đối đầu với hai đối thủ rất mạnh là Indonesia và Thái Lan đã bào mòn đi phần nào thể lực của họ trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển U22 Việt Nam. Phải đối đầu với đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta ở trận đấu tới đây, tin chắc rằng đội bóng này khó mà là đối trọng xứng đáng có thể cản bước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đảo qua một số trang thống kê tỷ lệ, các chuyên gia châu Á cũng đánh giá U22 Việt Nam cao hơn rất nhiều so với U22 Singapore. Điển hình là họ đưa ra một mức cân bằng giữa hai đội là 1/3 phần 4, tức là gần hai bàn thắng có nghĩa là để trận đấu được cân bằng thì U2 Việt Nam của chúng ta phải chấp đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Phan Diamat từ 1,75 đến 2 bàn thắng. Một mức dự đoán được cho là khá hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Với mức cân bằng này thì rõ ràng những nhà nhận định hàng đầu châu Á đều tin vào một chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chỉ có một điểm cần lưu ý đó là U2 Singapore là đội bóng đã không còn gì để mất. Vì thế có thể họ sẽ thi đấu bất chấp nên chúng ta hy vọng rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những đối sách phù hợp nhằm vừa có 3 điểm lại đảm bảo được lực lượng cho trận đấu quan trọng đang chờ đội tuyển U22 Việt Nam ở phía trước, đó là cuộc đối đầu với U22 Thái Lan. Dự đoán kết quả này xoắn bóng đá cũng có tham khảo qua một số nguồn thông tin tham khảo thì họ thường dự đoán trận đấu này kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đoàn quân áo đỏ. Và hy vọng rằng đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu cũng xin được nói thêm một chút về trận đấu giữa đội tuyển u 22 Việt Nam và đội tuyển u 22 Singapore. Có thể trận đấu này sẽ bị hoãn do ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên quyết định cuối cùng có lẽ chúng ta vẫn phải chờ. Phần tin tiếp theo Soạn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin thua đậm Thái Lan, huấn luyện viên u 22 Singapore vẫn tuyên bố giành 3 điểm trước Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, phát biểu trên tờ The Trên Tham nổi tiếng của Singapore, huấn luyện viên Fandi đã bảo vệ các cầu thủ trẻ của mình. Cụ thể ông đã nói rằng Tôi xin lỗi khi chúng tôi có khả năng không giành được huy chương tại SEA Games năm nay, nhưng tôi muốn lặp lại rằng đấy không phải là sai lầm của các cầu thủ. Chúng tôi đã thi đấu hết mình ở các trận đấu đã qua cũng như ở trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Fandi Ahmad là tượng đài của bóng đá Singapore, là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá đảo quốc sư tử, từng thi đấu tại Hà Lan. Tuy nhiên khi nắm đội tuyển U2 Singapore tại SEA Games 30, ông Fandi Ahmad không thể giúp Singapore khởi sắc bởi lực lượng cầu thủ quá kém. Trong đội hình đội tuyển U2 Singapore dự SEA Games hiện tại có hai con trai của ông Fandi Ahmad đó là trung vệ Ifan Fandi và tiền đạo Isan Fandi. Dù vậy các cầu thủ còn lại lại còn quá non và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, vậy cho nên U2 Singapore nhìn chung là đội bóng có lối chơi khá đơn giản ở kỳ SEA Games đang diễn ra. Trước đó khi nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan trong chiều ngày mùng 1 tháng 12, huấn luyện viên Fandi Ahmad đã thừa nhận Singapore trải qua một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức trước đội bóng Thái Lan mạnh hơn. Họ có nhiều cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện của trận đấu. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc vì còn hai trận đấu phía trước. Singapore sẽ cố gắng cải thiện những sai lầm và tự tin hướng đến chiến thắng trước trận đối đầu với đội tuyển u 22 Việt Nam. Tôi tin là u 22 Singapore có thể giành 3 điểm trước Việt Nam. Huấn luyện viên Phan Diamat kết luận. Phần tin tiếp theo Soạn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin báo Indonesia nổi sung vì hành động lạ thường của huấn luyện viên Nishino Akira sau trận đấu của đội tuyển u 22 Indonesia với Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay sau chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore tại SEA Games 30, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Thái Lan đó là ông Akira Nishino đã có mặt ở sân vận động Rizal Memorial để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia. Nhà cập quân người Nhật Bản đã chăm chú theo dõi và ghi chép những đánh giá về đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sắp tới. Thậm chí sự xuất hiện và biểu cảm của huấn luyện viên Akira Nishino còn được truyền thông Indonesia chú ý suốt 90 phút của trận đấu. Phóng viên của tờ Bola ghi nhận rằng ông Akira Nishino đã buồn khi Indonesia ghi bàn nhưng vui mừng với chiến thắng của U2 Việt Nam. Cụ thể, tờ Bola đã viết rằng huấn luyện viên người Nhật Bản đã cố tình đến xem trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam. Ông ấy giữ vẻ mặt nghiêm túc trong cả trận đấu. Tuy nhiên khi Sunny bên phía Indonesia ghi bàn ở phút thứ 23, huấn luyện viên Akira Nishino đã cố gắng nở nụ cười yếu ớt để giấu đi sự buồn bã. Thế nhưng biểu cảm ấy đã được thay bằng vẻ mặt rạng rỡ khi đội tuyển U2 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa của Nguyễn Thành Trung ở phút 64. Đến thời điểm đối thủ của chúng ta có bàn thắng quyết định ở phút thứ 91 của Hoàng Đức, ông Nishino ngay lập tức mỉm cười và vui mừng. Trên đường về ông ấy còn ăn mừng cùng các trợ lý U2 Thái Lan. Thất bại của Indonesia khiến huấn luyện viên Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan vui mừng vì cơ hội lọt vào bán kết của họ được níu giữ. U2 Thái Lan hiện đứng trên U2 Indonesia dù bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại từ bola chốt lại. Phần tin tiếp theo, Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin kịch bản nào giúp U22 Việt Nam vào bán kết tại SEA Games 30. Kính thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Indonesia và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo bị thủng lưới ở phút thứ 23. Tuy nhiên, Thành Trung đã mang về bàn gỡ hòa sau tình huống đá phạt góc trước khi Hoàng Đức lập siêu phẩm sút xa ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này đã giúp Việt Nam đặt một chân lọt vào vòng bán kết. Tấm vé đi tiếp ở bảng B nhiều khả năng chỉ xoay quanh 3 đội bóng của đội tuyển U2 Việt Nam, U2 Indonesia và U2 Thái Lan. Và sau đây chúng ta cùng nhau nhìn nhận về cục diện tại bảng B về cơ hội đi tiếp của đội tuyển U2 Việt Nam chúng ta. Trường hợp đầu tiên, U2 Việt Nam thắng U2 Singapore và thắng hoặc hòa U2 Thái Lan. Đây là kịch bản chắc chắn nhất giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đi tiếp với ngôi nhất bảng. Trường hợp thứ hai, U2 Việt Nam thắng U2 Singapore nhưng thua U2 Thái Lan. Trong trường hợp này, tấm vé đi tiếp nhiều khả năng sẽ được quyết định dựa trên hiệu số bàn thắng bại. U22 Thái Lan có lợi thế với hiệu số bàn thắng bại là dương 8. U22 Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng bại là dương 12. Giả sử chúng ta chỉ thắng U22 Singapore 2-0, sau đó thua U22 Thái Lan với tỷ số 1-0. Trong khi đó U22 Thái Lan thắng Lào với tỷ số 5-0, còn U22 Indonesia thắng U22 Lào và Brunei với tổng hiệu số bàn thắng bại là dương 12. Việt Nam sẽ bị loại. Một trường hợp nữa đó là U22 Việt Nam hòa hoặc thua U22 Singapore. Trường hợp U22 Việt Nam thua U22 Singapore rất khó có thể xảy ra nhưng không hẳn là không thể. Như vậy đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta buộc phải thắng Thái Lan nếu muốn giành quyền tự quyết. Nhìn chung cánh cửa đi tiếp của Việt Nam vẫn rất sáng, chỉ cần giành được 4 điểm trong hai cuộc đối đầu còn lại, U22 Việt Nam sẽ lọt vào vòng bán kết. Nếu giành được 3 điểm, chúng ta vẫn có cơ hội nhưng sẽ khó khăn hơn khi phải so sánh hiệu số bàn thắng bại với hai đối thủ. Phần tin tiếp theo Sở bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin trôn quá đà sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng, biên tập viên truyền hình VTV6 nhận cái kết bất ngờ. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày 1 tháng 12, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu quan trọng với U22 Indonesia để giữ vững ngôi đầu bảng B SEA Games 30. Việt Nam đã gặp không ít khó khăn để giành được 3 điểm trước Indonesia do để thủng lưới trước từ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Rất may là sau đó, từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ, Thành Trung cùng Hoàng Đức đã tỏa sáng đúng lúc, giúp Việt Nam có được cuộc lội dòng ngoạn mục. Trong chương trình bình luận sau trận đấu của Đài truyền hình Việt Nam VTV, Biên tập viên Quốc Khánh đã có một hành động gây bất ngờ khi cùng các khách mời bình luận về tình huống sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Theo đó, biên tập viên Quốc Khánh đã cầm điện thoại, giả vờ gọi cho Văn Lâm và nói rằng: "Alo Văn Lâm đấy à? Nếu như không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé đến Manila ngay lúc này được không ạ? À? Chúng tôi đang rất cần người." Cựu cầu thủ Như Thuần, một khách mời bình luận trong chương trình đã lên tiếng phản đối: "Chắc chắn không thể vì Văn Lâm là cầu thủ trên 22 tuổi." Hành động này của biên tập viên Quốc Khánh đã gây phẫn nộ với rất nhiều khán giả xem truyền hình, hầu hết đều cho rằng dù trong bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào, ngành thể thao nào thì việc để xảy ra sai lầm là điều khó tránh khỏi. Bởi thế mà hành động chết diễu Bùi Tiến Dũng ngay trên sóng truyền hình khi mà cầu thủ này vẫn đang cùng các đồng đội cống hiến cho màu cờ sắc áo là không nên. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn...